bất cứ cái gì thuộc về mỹ thuật thì bắt đầu đều từ đồ họa hết. Nó gắn liền với cuộc sống, nó gần gũi hơn. Cái ngôn ngữ của nó là nó rất là phong phú. Anh là nhà sưu tập nhưng anh cũng phải có tiếng nói riêng, anh phải có ngôn ngữ riêng. Cũng không phải ai cũng thích ngay được đồ họa, vì muốn thích thì phải hiểu. Không phải là xem tranh, nhìn tranh mà chúng ta cần phải biết đọc tranh. Đồ họa thì được nhân bản, nhưng hội họa thì không được phép nhân bản. Nó không có một cái định mức nào cả. Mỗi họa sĩ đều cố gắng tìm ra cho mình một cái cách biểu đạt riêng. Nó sẽ đến với mình khi mà mình thực sự mình lao động. Ai nói là không có thất bại thì chắc là không đúng. Rất vui được trở lại với chương trình trò chuyện nghệ thuật Art Talk số thứ 3, giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm đồ họa hiện đại. Ngày hôm nay chúng ta cùng Lunette Art đến với xưởng của họa sĩ Phạm Khắc Quang, cùng với những vị khách mời của Lunette Art, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nghĩa Phương. Xin chào anh ạ. Họa sĩ Phạm Khắc Quang. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại một cái quá trình sáng tạo nghệ thuật dưới một cái góc nhìn của những người nghệ sĩ, để tìm hiểu xem những cái giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm đồ họa hiện đại như thế nào. Tôi thì trước khi trở thành giảng viên cũng như là đi vào con đường nghiên cứu thì là một họa sĩ đồ họa. Với cái đam mê ngay từ những cái ngày đầu vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thì tôi đã xác định cho mình con đường làm nghệ thuật đồ họa bằng mọi cách. Cái tranh in này, đồ họa này nó đòi hỏi một quá trình khá là dài với các cái bước khác nhau. Cái quan trọng là làm sao để họa sĩ vẫn giữ được cái cảm xúc, mạch tư duy của mình trong từng một cái bước đấy. Trong mỹ thuật thì đôi khi nó cũng không hẳn đúc kết thành một cái lý luận gì to lớn mà nó trở thành những cái bài học hàng ngày truyền đạt nhắc đi nhắc lại cho các thế hệ sinh viên, thì đấy là một dạng đúc kết từ những cái thực tiễn, tạo ra một thế hệ biết cách khai thác những cái giá trị truyền thống vào tác phẩm của mình. Mình được học về nghệ thuật khắc gỗ, về nghệ thuật đồ họa. Khi mình bắt đầu trở về với nó thì cái bắt đầu đó cũng chính là các biểu cảm của chất liệu. Mình làm sáng tạo, mình phải thay đổi cái việc đó. Tại vì nếu như mình cứ làm mãi như thế và mình làm một cái tranh khắc gỗ để rồi cuối cùng đạt ra được một cái hiệu quả cuối cùng là một cái tranh khắc gỗ, vậy thì mình đã bị đóng khung nó rồi. Như thế nó sẽ mất đi cái tự do và cái liên tưởng. Khi mà mình có một cái ý tưởng, cái ý thức mình nó dẫn mình đi, thì người làm đồ họa, cái thách thức của người làm đồ họa là gì? Khi mình đặt ra một cái điểm đến là mình phải tưởng tượng ngay về điểm đến của một cái tác phẩm. Thì nó còn thách thức, những cái thách thức ở ngoài câu chuyện nghệ thuật, từ đời sống xung quanh mình, rồi nó cũng có rất nhiều áp lực để giành giật, để chắt chiu những cái thời gian cho mình, chắt chiu những cái khoảnh khắc để có mình có thể được sống và được làm việc với nghệ thuật. Có một cái câu hỏi Lunette dành cho cả anh Nghĩa Phương và anh Quang ạ. Các anh dành bao nhiêu thời gian để tạo ra được một cái ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình? Tôi thì hay quan tâm đến cái vấn đề mà có lẽ cũng là một cái vấn đề chung của đồ họa Việt Nam từ trước đến nay. Đấy là tìm ra một cái ngôn ngữ làm sao để nó có cái sự biểu hiện chính mình, nhưng đồng thời nó phải lồng được vào đấy cái truyền thống của mình, truyền thống của dân tộc mình, truyền thống của cái ngành đồ họa Việt Nam. Trong cái quá trình sáng tác thì trước đây tôi làm rất nhiều tranh khắc kim loại. Thì tôi luôn cố gắng đưa những cái biểu hiện thẩm mỹ truyền thống Việt Nam vào trong cái ngôn ngữ tác phẩm của mình. Và tôi hay khai thác những cái góc độ tính biểu tượng trong biểu đạt cái ngôn ngữ đồ họa. Họa sĩ Phạm Khắc Quang cũng chia sẻ đôi chút về cái quá trình đi tìm tòi bản thân mình trên con đường nghệ thuật. Ở trong cái quá trình mà làm sáng tạo thì mình phải quay trở lại từ đầu.
Tức là một người được học về nghệ thuật tạo hình, một cái kiến thức mà mình được nhận từ nhà trường, từ các thầy là cái kiến thức có cái tính chất hàn lâm. Khi mình ra trường mình trở thành một người làm sáng tác thì bao giờ mình cũng sử dụng khai thác những cái gì mình có, những cái vốn mình được học. Thế thì cái vấn đề đặt ra là tìm ra một ngôn ngữ, tìm ra một hình thức thì nó không có một cái định mức nào cả, mà nó chính từ cái quá trình lao động. Mình muốn tìm một cái gì đó mới để thay đổi nó, để mình có được những cái trải nghiệm mới, thì nó tồn tại trong mình. Và cái sự tồn tại đấy nó sẽ nảy ra trong quá trình mình làm việc. Cái biểu hiện mới, một cái hình thức mới nó sẽ đến với mình khi mà mình thực sự mình lao động. Những cái quá trình làm việc nó cũng có lúc thăng trầm, có những lúc mà nó bế tắc. Thế thì có khi nào các anh ở trong cái tâm thế của những người thất bại không ạ? Thực ra thì thất bại không phải là ít đâu. Thất bại là nhiều đấy. Mà đối với cái lĩnh vực đồ họa tranh in ấy, thì nếu mà ai nói là không có thất bại thì chắc là không đúng. Bởi vì tranh in nó là một cái nghệ thuật mà đòi hỏi rất nhiều các cái thách thức cũng như các cái điều kiện để mà làm tác phẩm. Thì cái chuyện thất bại thì là nhiều, bởi vì nó không phải chỉ phụ thuộc vào người nghệ sĩ mà nó phụ thuộc vào các cái điều kiện làm việc mà mình không nắm được, có thể hỏng luôn bản đó và phải làm lại từ đầu. Và mỗi lần làm lại từ đầu thì rõ ràng là một cái áp lực, một cái vấn đề về mặt tinh thần nó không tốt. Và tôi nghĩ là trong cái lĩnh vực khác thì có thể cái mức độ an toàn nó nhiều hơn, nhưng trong đồ họa thì nó có nhiều những cái khó khăn hơn mà nó nằm ngoài những cái dự định của mình. Khi mà mình đã vượt qua được cái đấy thì mọi thứ nó cũng trở thành bình thường, tức là hỏng có khi lại thành không hỏng. Đấy, ví dụ như thế. Thế với anh Quang ạ? Với tôi thì cái thất bại nó thường xuyên, và thất bại nó chính là một vấn đề của thực hành. Nếu như mà mình có thể mình chế tác ra được một cái khuôn in thuận lợi rồi, nhưng mà ngay trong công đoạn in thôi, mình gặp phải tờ giấy không ổn thì nó đã hỏng, gặp một loại mực không tốt thì nó đã hỏng. Nếu mình cứ quy chiếu theo cái tiêu chuẩn của đồ họa là chất lượng in này, rồi là cái độ sạch sẽ của bản in thôi, thì nó đã hỏng rất nhiều rồi. Chứ còn chưa kể đến cái việc mà mình trải nghiệm những cái hình thức hoặc là chất liệu mới. Trong cái quá trình làm nghệ thuật thì thất bại mới chính là hành trình nghệ thuật. Thực cái thành công là cái kết quả cuối cùng của nó. Và nghệ thuật nó như một cái để ta cứ đi, ta cứ tìm. Và ta cứ tìm thì ta sẽ thất bại. Những cái điều gì mà làm cho anh cảm thấy tâm đắc nhất? Cái thăng hoa nhất chính là cái kết quả của những lần thất bại. Thực sự nó vỡ òa. Bởi vì mình đau đớn nó, mình đau đớn mình thử nghiệm và lại thất bại. Rồi cuối cùng nó đạt được đến cái mình mong muốn. Thì đấy chính là cái sự thăng hoa. Dạ, với anh Nghĩa Phương thì sao ạ? Với tôi thì cả cái quá trình đấy, cái lúc mà thích nhất, cái lúc mà cảm thấy là vui nhất cũng như hồi hộp nhất, đấy là lúc sau khi in xong rồi mình nhấc tờ giấy ra khỏi bản in. Đấy, có thể là một cái gì đấy nó rất là tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng có thể là một cái gì đấy chán quá. Thế nhưng mà đấy là cái lúc mà mình có nhiều ấn tượng nhất. Thực ra trước mình làm những cái khắc kẽm khổ lớn ấy, thì là cái quá trình chế bản là rất rất thoải mái, rất là thấy là thích thú và cũng thấy thỏa mãn. Lên một cái bản kẽm rất là đẹp, nhưng mà đến lúc in thì lại là một vấn đề, bởi vì nó phụ thuộc vào cái máy in nó chưa được tốt chẳng hạn. Thế rồi thì bản nó lớn như vậy thì giấy in rồi thì phải ngâm giấy như thế nào. Đấy là cả vấn đề. Và thậm chí là có khi phải 10 bản bỏ đi thì mới bắt đầu mình tìm ra được nó cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ này, và sẽ phải bỏ ra thời gian để khắc phục, rồi nghĩ, rồi làm ủ giấy như thế nào, pha mực như thế nào, và trong cái quá trình mình làm màu trên đấy nó như thế nào, rồi mới lại có thể ra được cái kết quả mình mong muốn. Còn có thể 10 bản, mười mấy bản bỏ đi mà hàng mấy ngày là cứ vất vả như thế. Có khi nào đó mà những cái số lượng cái tác phẩm có thực trên thực tế nó lại nhiều hơn cái số mà đánh số không ạ? Có thể lúc nào đó mà người nghệ sĩ lại tự mình chế bản thêm không ạ? Tranh in thì nó có hai loại, một loại là độc bản thì nó chỉ có một bản thôi thì cũng không thể có bản thứ hai. Còn cái loại đa bản tức là in ra nhiều bản. Về mặt giá trị thì tất cả các bản đấy đều là những cái bản nguyên gốc có giá trị như nhau.
Thông thường ấy thì họa sĩ in, nếu mà tự họa sĩ in, tự họa sĩ định ra thì cái số lượng bản nó không nhiều, khoảng 20 bản và có đánh số rất rõ ràng. Đấy là với những cái người có hiểu biết chuyên nghiệp và với những cái người mà có cái lòng tự trọng nghề nghiệp rất rõ ràng thì họ đánh số, đánh dấu, ký tên rất là nghiêm túc. Thế ngoài ra thì có những cái bản mà in thử thì người ta vẫn đánh giá riêng cái giá trị của bản in thử. Đấy, nó có cái giá trị riêng của nó và rất nhiều người sưu tập thích cái bản in thử. Bản in thử là cái bản đầu tiên mà lúc đấy họa sĩ còn đang chưa tìm ra được cái mong muốn cuối cùng thì nó lại có cái hay của nó. Còn nói về cái giá trị của cái tác phẩm tranh in, rằng là nó có 5 bản hay 7 bản hay 10 bản thì nó kém giá trị thì theo tôi cái đấy cần phải thay đổi. Cần phải thay đổi bởi vì tất cả các phẩm đấy nó là những tác phẩm nguyên gốc độc lập. Cái việc nhân bản giới hạn đấy nó không ảnh hưởng đến giá trị của tác phẩm. Thực ra thì Lunet Art cũng rất là thấu hiểu những cái quá trình làm việc của các anh để tạo ra được một tác phẩm. Và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay là khách quan nhất. Thay vì là Lunet Art sẽ nói ra cái điều đó với lại cộng đồng thì muốn là những người nghệ sĩ như các anh trải lòng và cũng có những cái chia sẻ với cộng đồng để mọi người hiểu hơn. Ngày hôm nay Lunet Art cũng rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ, họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương, họa sĩ Phạm Khắc Quang. Các anh đã chia sẻ những cái thông tin, những cái trải lòng, những cái khó khăn trong nghề. Xin chân thành cảm ơn các vị khách mời của Lunet Art đã tham dự chương trình trò chuyện nghệ thuật số thứ 3. Và chúng ta sẽ quay trở lại với không gian quen thuộc của Lunet Art Gallery để gặp gỡ những nhà phê bình, những nhà giám tuyển và những nhà sưu tầm để có cái góc nhìn đa chiều hơn về giá trị nghệ thuật của các tác phẩm đồ họa hiện đại trong chương trình trò chuyện nghệ thuật số thứ 3. Với khát vọng tự do sáng tạo, người nghệ sĩ sử dụng chất liệu như phương tiện, tự do trình bày tư duy, tự do biểu đạt cảm xúc. Chất liệu có thể tạo ra những điều kiện nhất định, nhưng không làm cho chất liệu bật lên tiếng nói của một ngôn ngữ nghệ thuật, thì chất liệu chỉ là chất liệu. Đá vẫn trơ, gỗ vẫn im lìm, vàng vẫn lạnh ngắt. Việc sử dụng chất liệu phụ thuộc vào tài năng của người nghệ sĩ. Với tài năng, người nghệ sĩ có thể biến những thứ im lìm như gỗ đá, lạnh ngắt như kim loại, vô tri vô giác như sơn son, bật lên tiếng nói của nghệ thuật, làm cho chất liệu toát lên tinh thần, làm cho chất liệu rung cảm, chạm đến cảm xúc của người thưởng lãm.